Melon Coffee Garden, địa điểm quen thuộc chưa bao giờ hết hot với những ai ghiền Đà Lạt thú thiệt. Từng đến quán cách đây nhiều năm trước, lần trở lại lần này khiến mình cực kỳ ấn tượng vì từ diện mạo đến hương vị thơm ngon để lại nhiều xao xuyến hơn lần đầu. Cùng mình khám phá nhé! Đầu tiên mình sẽ nói đôi nét về tổng quan của Melon Coffee Garden. Quán tọa lạc trên con đường du lịch Tà Nung đắc địa, không chỉ nằm siêu gần các khu du lịch, điểm tham quan xịn sò, mà nơi đây còn gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ đẹp tựa sơn hướng thủy. Quán nằm trên ngọn đồi cà phê xanh mướt với view hồ thủy lợi Melon, đồi thông chập trùng đẹp như tranh vẽ. Dạo một vòng fanpage Melon Coffee Garden, bạn sẽ thấy du khách trong và ngoài nước toàn để lại đánh giá tích cực 5 sao và không ngớt lời khen ngợi. Kế đến về không gian quán và view thiên nhiên bạc tỷ, một không gian ngát xanh trong lành và cực kỳ yên bình là những gì du khách sẽ cảm nhận được khi đặt chân đến Melon Coffee Garden. Ngọn đồi cà phê trù phú, những rừng hoa lavender, hoa cúc vàng, hoa hướng dương đua nở khoe sắc, tất cả tô điểm cho cảnh quan và là background mãn nhãn khiến bạn không thể ngừng trầm trồ. Hơn thế, ngay bên trong quán, những lối đi làm từ tre nứa, xích đu, lồng chim và ngàn lẻ một tiểu cảnh đắt sắt miếng cũng làm chiều lòng những ai thích sống ảo. Thành thật mà nói thì những thức ảnh chụp tại đây chưa qua chỉnh sửa đã đẹp không tì vết rồi. Kế đến là các dịch vụ và sản phẩm không thể không thử tại Melon Coffee Garden. Cà phê trộn, món uống thơm ngon sánh mịn và personality của Melon Coffee Garden là món mà thực khách không thể bỏ qua. Vị cà phê độc đáo, một chút đắng nhưng hậu vị lại chua thanh dịu ngọt vô cùng. Từ chọn lọc cho đến quá trình chế biến đều rất công phu và kiểm định nghiêm ngặt, nên vừa uống ngụm đầu tiên bạn đã không thể ngừng trầm trồ. Các món uống ở Melon Coffee Garden có giá rất phải chăng, chỉ từ 65 đến 120 nghìn. Riêng cà phê trộn là 100 nghìn một ly. Thực khách nào từng thưởng thức cũng phải công nhận đáng đồng tiền bát gạo. Còn giá vé tham quan là 50 nghìn trên một người tặng kèm chai nước suối. Ngoài các món uống thì Melon Coffee Garden cũng có thêm nhà hàng ẩm thực chuyên các món rừng núi Tây Nguyên. Best seller nhất là thịt nướng cơm lam, hay khu vực dệt và bán các đồ thổ cẩm như quần áo, ví, giỏ sách, khăn choàng và cả khu vực giao lưu âm nhạc với người cờ ho. Bạn sẽ được nghe những bài hát với giai điệu và tiếng đàn từ nhạc cụ âm nhạc của đất Tây Nguyên nữa đó. Cuối cùng, phải kể đến vài tips dắt lưng và khung giờ vàng tham quan tại Melon Coffee Garden. Đến đây, bạn chỉ cần lên đồ và make up thật xinh xắn. Nếu không biết mặc gì thì cũng đừng lo, vì quán có hẳn một quầy thuê trang phục dân tộc, đồ cổ truyền, váy áo boho, vintage cho bạn tha hồ chọn lựa. Còn khung giờ vàng để check-in Melon Coffee Garden là từ 7:30 đến 10 giờ sáng, hoặc từ 3:00 đến 5:30 chiều. Đây chính là thời khắc đón nắng sớm và ngắm hoàng hôn nơi phố núi đẹp nhất trong ngày. Thật vậy, dù đã chào sân ở phố núi khá lâu, nhưng Melon Coffee Garden vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính bởi khung cảnh đậm chất Đà Lạt, vị cà phê ngon không lẫn vào đâu và vô vàn điểm cộng to bự khác khiến quán cứ níu chân du khách, càng đi lại càng ghiền. Chần chờ gì mà không lên lịch hẹn hò bạn bè ngay thôi nào.